Hello, chào các bạn đã đến với kênh của mình nha. Thì bữa mình ginh máy xuống mình bơm nước ga các bạn. Nay anh em mình ginh lên. Mình quay video cho các bạn xem nha. Hai ghê chứ không lẽ mặc gì ghê đi, tôi quay video thấy rồi sao, nó xin ngoài nó hơi dướng góc chừa à, dở lên thôi.
Lấy chân lại còn. Mà phía ngoài á, vậy thôi. Cái hò mà nãy giờ anh em mình ginh máy ra đây, bây giờ mình đặt xuống xong rồi các bạn. Mình chỉ cần gắn cái ống dầu vô là quay máy mình bơm vô nha các bạn. Bộ ngầm ở dưới này nha các bạn, con vô đây nè. Giờ mình xin kết thúc nha các bạn.